Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kết thúc đàm phán Việt Nam Liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan và Nga với những bước tiến quan trọng. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo công khai thông tin về quản lý đất đai ở Việt Nam. Văn học và ngôn ngữ Việt Nam, cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 12, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước yêu cầu Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí vai trò của mình của công tác đảng và công tác chính trị. Suốt 70 năm qua, Tổng cục Chính trị luôn chủ động đề xuất để Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương quyết sách đúng đắn trong chiến lược, sách lược, làm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong tình hình mới hiện nay, Chủ tịch nước yêu cầu Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí vai trò của mình của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Hiệu lực, hiệu quả của công tác đảng, công tác chính trị được phát huy thì sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của đảng với quân đội không ngừng được củng cố và tăng cường. Chiều 13 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp đoàn đại biểu các chánh án tham dự hội nghị bàn tròn tòa án các nước ASEAN lần thứ tư về vấn đề môi trường được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị này là diễn đàn đa phương khu vực của chánh án các nước ASEAN nhằm khẳng định vai trò và tầm nhìn của tòa án trong nỗ lực bảo vệ môi trường, chia sẻ kinh nghiệm xét xử, pháp luật quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cũng như các giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát những thách thức đối với môi trường. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn được chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường cũng như xây dựng và phát triển. Trước đó, vào sáng cùng ngày, chánh án các nước ASEAN đã tham dự hội nghị bàn tròn với chủ đề Thách thức môi trường và vai trò của tòa án. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng xét xử các vụ án về môi trường. Ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện An Lão, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Các cử tri huyện An Lão, Hải Phòng bày tỏ tin tưởng vào kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao, tiếp tục triển khai thi hành hiến pháp và đưa ra những quyết sách đúng đắn. Các cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri huyện An Lão. Thủ tướng cho rằng, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng, GDP năm nay ước đạt 5,9%, tăng cao hơn so với năm 2013. Quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền quốc gia được đảm bảo, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được tăng lên. Phiên đàm phán thứ 8 Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan và Nga diễn ra trong gần một tuần qua tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có bước tiến quan trọng và sẽ đạt mục tiêu kết thúc đàm phán hiệp định vào cuối năm nay theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrei Slepnev, 6 nhóm đàm phán về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, hợp tác về hải quan và thuận lợi hóa thương mại và các vấn đề về pháp lý, thể chế đã làm việc liên tục những ngày qua. Hiện hai bên đã kết thúc thêm lời văn của chương về hợp tác về hải quan, cơ bản kết thúc lời văn của tất cả các chương còn lại như thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại và các nội dung về pháp lý, thể chế. Như vậy, các nội dung chính của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan bao gồm Belarus, Kazakhstan và Nga đã được thống nhất. Những vấn đề còn lại chủ yếu là một số chi tiết cụ thể hóa. Các vấn đề mang tính kỹ thuật và chỉnh sửa lời văn cũng đã được hai bên cơ bản thống nhất. Hai bên đã thống nhất ký thông báo về kết thúc cơ bản đàm phán và tiếp tục thúc đẩy quá trình trao đổi, tham vấn nội bộ để nhanh chóng hoàn tất những vấn đề kỹ thuật còn lại để có thể ký kết hiệp định vào đầu năm tới. Theo phân tích từ các nhà đầu tư, thì Việt Nam đang có tiềm năng phát triển lớn về sức mua với hơn 60% dân số đang ở độ tuổi lao động và có khả năng chi trả cao, khiến Việt Nam trở thành thị trường vô cùng hấp dẫn.
Thực tế hiện cũng đã cho thấy trên thị trường có rất nhiều hệ thống bán lẻ thương hiệu ngoại đã và đang có mặt tại Việt Nam. Dễ thấy nhất là tập đoàn Berkley Shaker, còn gọi là BGC Thái Lan, đã mua hệ thống bán lẻ Family Mart và đổi tên thành B-Max. Nhưng chỉ đến khi sự kiện chuỗi bánh sỉ Metro Việt Nam về tay BGC thì mới được coi là điểm nhấn cho cuộc đổ bộ của Thái Lan và thị trường nội địa. Tiếp đến là cái tên đình đám Robins của tập đoàn Central xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Ngoài BGC và Central thì còn rất nhiều đại gia bán lẻ Thái Lan đang có ý định thâm nhập thị trường bán lẻ Việt. Việt Nam năm nay là đang phát triển, tại vì Việt Nam cũng phát triển của mấy năm rồi, từ năm 2010. Có nghĩa là doanh nghiệp Thái Lan cũng sang đây cũng nhiều, so với năm nay cũng tăng hơn đến 30%. Có nghĩa là nếu mà con số chính xác là khoảng 123 doanh nghiệp Thái Lan đã đến đầu tư ở tại Việt Nam. Tại vì tại Việt Nam là giống như là cơ sở hạ tầng, có thể là về cái thông tin, công nghệ thông tin là cũng đang phát triển, là có nhiều cái cũng nói thẳng là cũng phát triển hơn Thái Lan. Không chỉ có sự góp mặt của các thương hiệu lớn của Thái Lan, sự ra đời liên tiếp của hai hệ thống Aeon của Nhật Bản trong năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chứng tỏ Việt Nam đang có sức hút không nhỏ để các đầu tư ngoại khai thác. Việt Nam có dân số đông và trẻ nên nhu cầu mua sắm rất là lớn. Đồng thời kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh, thu nhập đang được cải thiện càng cao. Những người này sẽ làm cho ngành bán lẻ có doanh thu cao. Theo Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, với hơn 90 triệu dân, nhưng thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ mới chiếm hơn 20% thị phần. Thách thức có thể thấy rõ ở sự cạnh tranh về quy mô, về vốn, quản trị và cả chiến lược marketing của doanh nghiệp ngoại có phần trội hơn. Cái số liệu gần đây của CPI Việt Nam cũng cho thấy là Việt Nam là đứng vị trí thứ hai so với những cái thị trường ở châu Á mà hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì là chúng ta có một cái dân số rất là đông đảo, chúng ta có hơn 90 triệu dân là những người tiêu dùng rất là tiềm năng. Thị trường bán lẻ tại Việt Nam không thiếu tên tuổi của các nhà đầu tư nước ngoài đang tạo chuỗi tiện ích như CK, Bismart, Family Mart. Việc nhiều nhà bán lẻ nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ giúp người tiêu dùng trong nước có nhiều sự lựa chọn hơn. Thế nhưng vấn đề đặt ra là nếu các doanh nghiệp Việt không định vị rõ bản sắc của mình để lôi kéo khách hàng mục tiêu thì nguy cơ mất thị phần là điều khó tránh khỏi. Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư đã diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 12 tại tỉnh Trà Vinh. Đây là nhà máy cuối cùng được khởi công trong dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải nhằm cung cấp điện cho khu vực phía Nam trong giai đoạn 2018-2020. Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng với sản lượng điện hàng năm gần 4 tỷ kWh. Đây cũng là dự án đầu tiên do nhà thầu Nhật Bản là tập đoàn Sumimoto làm tổng thầu EPC với nguồn vốn tín dụng của Nhật. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành sau 42 tháng xây dựng. Nhà máy là dự án nhiệt điện than lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và là một trong 4 nhà máy có tổng công suất thiết kế là gần 4.350 tỷ kWh. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo công khai thông tin về quản lý đất đai ở Việt Nam, trong đó có đánh giá vẫn còn nhiều vùng tối trong việc cung cấp thông tin cho người dân. Việc không minh bạch trong lĩnh vực này là nguồn gốc dẫn tới tham nhũng. Vậy báo cáo này có những nội dung gì và cơ quan nhà nước Việt Nam đã làm gì nhằm cải thiện tình hình? Xin mời quý vị theo dõi. Báo cáo này là kết quả của việc khảo sát tại 126 huyện và 63 tỉnh thành và cho rằng đất đai là một trong những lĩnh vực xảy ra nhiều tham nhũng nhất. Do vậy, minh bạch thông tin là một trong những cách thức giảm thiểu tham nhũng. Khảo sát cho thấy, cùng một hệ thống pháp luật, có những tỉnh thành thực hiện tốt công khai thông tin trên mạng như Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Nam, Trà Vinh hay Thanh Hóa. Còn nhiều nơi, công chức đã không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Ở nơi nào mà công khai minh bạch tốt hơn thì là ở nơi đó người dân và doanh nghiệp cũng cho biết là họ ít phải hối lộ khi mà làm các cái thủ tục hành chính hơn. Vậy thì cái việc công khai thông tin minh bạch nó có tác động rất là rõ rệt đối với việc giảm thiểu phiền hà và tham nhũng. Từ đầu tháng 7 năm nay, luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, tức là sau thời điểm thực hiện khảo sát tại các địa phương khoảng 6 tháng. Hầu hết các văn bản hướng dẫn luật đã được ban hành và nhiều chuyên gia cho rằng nếu người dân được tham gia nhiều hơn vào quá trình ban hành, thực hiện, giám sát thực thi pháp luật thì sẽ minh bạch hóa và giảm thiểu được tham nhũng.
Với cái báo cáo này thì ở đâu đó cũng đã nhận rõ rằng là việc tham gia của người dân đã có cải thiện hơn so với luật đất đai trước đây. Và trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là người dân cũng tham gia nhiều hơn so với trước. Tuy nhiên thì nếu như xét tổng thể thì chúng ta vẫn thấy rằng nó vẫn còn rất nhiều cản trở để cho người dân có thể tiếp cận được đối với cả cái việc mà quản lý giám sát về việc công khai thông tin liên quan tới đất đai. Kết quả nghiên cứu World Bank cũng cho thấy cùng một cái khung pháp lý nhưng mà có địa phương làm tốt và có địa phương thì không làm tốt. Do vậy mà Bộ Tài nguyên Môi trường cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái vấn đề theo dõi, đánh giá rồi thanh tra, kiểm tra, giám sát cái việc thực thi pháp luật của các địa phương. Bản nghiên cứu đề nghị xây dựng đạo luật để thể chế hóa quyền tiếp cận thông tin. Còn Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết năm tới sẽ trình Chính phủ dự thảo nghị định cung cấp thông tin về đất đai, trong đó quy định rõ thông tin nào khi tiếp cận phải mất phí và thông tin nào thì được miễn phí. Và những thông tin ấy, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp cho người dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Đồng Nai. Văn học và ngôn ngữ Việt Nam cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã về thăm và chúc mừng Giáng sinh các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân tại Đồng Nai. Thăm giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các vị chức sắc tôn giáo hướng giáo dân tham gia vào các hoạt động mang nhiều ý nghĩa ở địa phương. Đây là nơi có phong trào thi đua phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa xã hội tích cực nhất trên toàn quốc. Trong 3 năm vừa qua, bà con giáo dân trong giáo phận đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo trong và ngoài tỉnh. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong giáo phận chúc các bà con có một mùa Giáng sinh 2014 thật an lành và hạnh phúc. Trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều ngày 13 tháng 12, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của Quốc hội tới thăm và tham dự lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đây là những phần quà được Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam vận động từ các tổ chức cá nhân để chăm lo cho những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên toàn quốc. 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng sẽ được trao cho 100 học sinh nghèo học giỏi tại 3 huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình và Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cũng hỗ trợ xây dựng một điểm vui chơi dành cho trẻ em nghèo vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bạc Liêu trong công tác chăm lo cho giáo dục. Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng cơ sở giáo dục của tỉnh Bạc Liêu đã được cải thiện, tạo điều kiện để trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn. Từ ngày 13 tháng 12, người dân thủ đô sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công mang đậm sắc Nhật Bản với triển lãm vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ vùng Tohoku, Nhật Bản đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 70 sản phẩm thủ công mỹ nghệ của vùng tại triển lãm bao gồm đồ sơn mài, đồ thêu, đồ gốm sứ hay nghệ thuật nhuộm vải đã mang lại cho người xem những cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa vùng Tohoku nói riêng và Nhật Bản nói chung. Các tác phẩm được trưng bày cho thấy kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân thủ công truyền thống tại vùng Tohoku cũng như tính mỹ thuật của những vật dụng thường ngày tại Nhật Bản. Hồi xưa khi mà bố tôi đi Nhật về thì có đem về một cái Âu của Nhật, thì hồi đấy đã rất ấn tượng về cái chất lượng sơn mài của Nhật. Không chỉ có công chúng thủ đô, du khách nước ngoài cũng bị thu hút bởi các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ed và Ingrid cũng trong số đó. Họ đã từng tới Nhật Bản và đó là một trong những lý do họ bị thu hút bởi những sản phẩm thủ công truyền thống tại đây. Tôi rất thích các sản phẩm thủ công ở đây, đặc biệt là sản phẩm giò mây, tre đan. Chúng được đan rất khéo léo, chặt chẽ, thực sự là một tác phẩm tuyệt vời. Tôi là thợ mộc và tôi nghĩ đó cũng là một sự liên kết giữa tôi với những sản phẩm gỗ ở đây. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở đây rất đẹp. Chúng gợi lại cho tôi kỷ niệm về chuyến du lịch Nhật Bản trước đây. Chúng tôi cũng đã được chiêm ngưỡng những sản phẩm như vậy. Cuộc triển lãm có mục đích tưởng nhớ về trận động đất sóng thần đầu năm 2011 ở Nhật Bản. Vùng Tohoku cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống.
3 năm sau thảm họa, ngành thủ công mỹ nghệ Tohoku đang được hồi sinh. Cô bé Martin, một người bạn đến từ châu Âu, một bộ truyện tranh nổi tiếng của châu Âu đã được giới thiệu tới các em thiếu nhi Việt Nam thông qua một cuộc triển lãm nhiều màu sắc vào tối ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội. Bộ truyện gồm 20 tập truyện ngắn và đã trở thành một hiện tượng văn học thiếu nhi thế giới với hơn 100 triệu bản được phát hành. Cô bé Martin là một bộ sách bao gồm những câu chuyện giản dị về cuộc sống của một bé gái vùng nông thôn nước Bỉ. Ở thế giới ấy, cái thiện và cái ác được phân biệt rất rõ ràng và trí tưởng tượng của trẻ em dường như là vô hạn. Đó cũng là lý do tại sao 60 năm trôi qua nhưng câu chuyện về cô bé Martin vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của những người cha, người mẹ dành tặng cho con của mình. Bộ truyện Cô bé Martin đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng khác nhau cũng như có mặt tại 15 quốc gia. Triển lãm sẽ tiếp tục tới ngày 22 tháng 12 tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nếu ví các tác phẩm văn học là cây cầu nối liền các nền văn hóa, giúp cho con người ở các quốc gia hiểu biết lẫn nhau, thì dịch giả hay những nhà nghiên cứu chính là người thiết kế và xây nên những cây cầu ấy. Trong chuyên mục Văn hóa Việt tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một cô gái Séc có tình yêu sâu nặng với văn hóa và văn học Việt Nam, Julie Vorovkova, tên tiếng Việt là Liên. Cô hiện đang nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên sâu về văn học Việt Nam và văn hóa Séc tại Khoa học Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Julie Vorovkova cũng là phiên dịch quốc gia của Cộng hòa Séc và đã dịch thuật một số tác phẩm văn học của Việt Nam sang tiếng Séc. Em đang ở đây, xa cách anh một đại dương bất tận. Mưa tối một ngày, cầm tay anh, cả đại dương trao nghiêng. Yêu thích những tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳnh đã khiến Julia Liên tìm đến những vần thơ để trải lòng. Không chỉ yêu thích và dịch thuật những tác phẩm của nữ hoàng thơ tình Việt Nam, Julia Liên còn nghiên cứu những tác phẩm của nhóm nhà văn Tự Lực Văn Đoàn. Một số nhà văn mà viết trong thời kỳ đó thì viết về những vấn đề mà em nghĩ là trong xã hội Việt Nam kéo dài ra đến bấy giờ. Và đó là có những người mà đã từng được học về phương Tây rồi, đã học suy nghĩ của những người bên Tây về đất nước của mình, thì lại cảm nhận sự khác biệt rất lớn giữa suy nghĩ bên đó và bên Việt Nam. Và sau đó thì tìm cách để có thể sống cả theo cách suy nghĩ của hai bên, và có những lúc mà cũng phải gặp xung đột. Với lợi thế là có hơn 10 năm học tiếng Việt và nền tảng kiến thức văn học Séc Việt vững chắc, nên khi nghiên cứu luận án tiến sĩ văn học tại Việt Nam, Julia Liên đã được hướng dẫn nghiên cứu về vấn đề nữ quyền và văn học nữ quyền. Cái luận án mà bảo vệ thành công, và nhất là khi nó được công bố, thì nó giống như là một cái thông điệp văn chương, một cái thông điệp khoa học làm cho hai dân tộc gần lại với nhau. Nó giống như một cái phương tiện, như một cái cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc vậy. Để trở thành những người xây dựng cầu nối bằng sách thì chỉ có niềm đam mê, sự am hiểu văn hóa và ngôn ngữ của nước bản địa mới tạo nên nền tảng vững chắc cho những dịch giả, những nhà nghiên cứu thấu hiểu và chuyển ngữ thành công những tác phẩm văn học. Em nghĩ là để thật sự có thể thấu hiểu văn học Việt Nam thì phải biết tiếng Việt và phải cố gắng nghiên cứu sâu sắc trên ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu mà chỉ học về văn học Việt Nam qua những bản dịch sang những ngôn ngữ khác thì theo em nghĩ không thể hiểu sâu sắc được. Và việc thứ hai, cũng cố gắng hiểu sâu sắc về cả văn hóa và cách suy nghĩ của người Việt. Vậy là cố gắng thật là hiểu sâu bằng cách hiểu cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam thì mới có thể hiểu được sâu sắc cả văn học Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều người nước ngoài đang nghiên cứu văn hóa và văn học Việt Nam. Đây sẽ là sự đóng góp rất lớn cho sự hội nhập của văn hóa và văn học Việt Nam với thế giới. Trong trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, rồi là trường riêng trong khoa văn, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có nhiều sinh viên nước ngoài và lưu học sinh nước ngoài đến làm luận án tiến sĩ ở chỗ chúng tôi. Thế thì mỗi một học viên cao học rồi mỗi một nghiên cứu sinh đến ấy, là họ đem đến một cái nguồn tư liệu rất là quý để chúng tôi có thể tiếp nhận để cho bổ sung vào trong tư liệu khoa học của khoa của trường. Thì cái đấy là cái đặc biệt có ý nghĩa, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế như thế này.
Thưa quý vị, ngày hôm nay nhằm cùng trò chuyện về chủ đề người ngoại quốc quan tâm tới ngôn ngữ Việt Nam, chúng tôi cũng đã mời tới trường quay tiến sĩ Mai Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin chào tiến sĩ Mai Xuân Huy. Thưa ông, vừa rồi chúng ta đã theo dõi một phóng sự về một cô gái người Séc rất yêu mến văn học Việt Nam cũng như là ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng có lẽ thì đây chỉ là một trong những trường hợp của những người nước ngoài mà yêu mến và quan tâm tới lĩnh vực này. Ý kiến của ông như thế nào thưa tiến sĩ? Vâng, như chúng ta đã biết, năm 1986, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới lần đầu tiên ở Việt Nam và cho đến nay nó đã chứng tỏ có rất nhiều thành công. Trong xu thế đổi mới và hội nhập, Đảng ta đã chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, kết nối với tất cả bạn bè trên Nam Châu và hiện nay mối quan hệ của chúng ta với các nước trên thế giới ngày càng mở rộng và nâng cao. Chúng ta đã quan hệ với ngoại giao với 169 nước trên thế giới, quan hệ thương mại kinh tế với 200 nước trên thế giới và chúng ta đã tham gia vào 60 tổ chức quan trọng trên thế giới như là ASEAN, như là APEC, như là WTO. Và trong cái bối cảnh chúng ta hội nhập như vậy thì vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao. Chúng ta đã được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều, từ những truyền thống đánh giặc và cho đến bây giờ là văn hóa và các mặt khác nữa. Và trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta trở thành tâm điểm quan tâm của bạn bè thế giới. Họ đến đây để tham quan đất nước Việt Nam và cũng để tìm hiểu, để học hỏi rất nhiều điều ở trong văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta. Đó là một điều rất là vui mừng đối với người Việt chúng ta và đối với giới nghiên cứu nói riêng. Đó là một điều rất là thú vị. Có một câu nói vui đó là phong bà bão táp thì không khó bằng ngữ pháp Việt Nam. Thế nhưng mà như ông vừa chia sẻ thì có rất nhiều bạn bè quốc tế quan tâm tới ngôn ngữ Việt Nam và tìm hiểu ngôn ngữ này. Vậy thì là một nhà nghiên cứu, theo ông thì ngôn ngữ Việt Nam có những điểm đặc sắc gì nhằm thu hút bạn bè quốc tế? Vâng, ngôn ngữ Việt Nam cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới đều có những điểm riêng rất hấp dẫn, rất thú vị đối với những người ở cái ngôn ngữ khác. Theo tôi thì ngôn ngữ Việt Nam, tiếng Việt mình có 5 điểm thú vị sau đây. Thứ nhất là cái chữ ghi âm của tiếng Việt mình được xây dựng từ chữ cái Latin. Cái điều này nó rất quen với những người nói tiếng Anh và những người thuộc ngữ hệ Latin. Nhưng mà trong tiếng Việt nó lại có một cái điểm khó. Đó là cái chữ Việt của mình ấy, nó có những cái chữ khác chữ Latin như là chữ A, như chữ Á, chữ Ớ, chữ Ô, Ơ, Ư và chữ D. Đó là không có trong tiếng Latin. Đấy là một điều khó. Và người Tây viết tiếng Việt ấy, thường thường là rất hay nhầm những cái chữ này. Đấy. Và một điểm thú vị nữa là cái cách ghi âm của tiếng Việt. Tiếng Việt có 22 phụ âm, 13 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi và một cái âm đệm. Nhưng mà chúng ta ghi âm thì chúng ta đã ghi bằng rất nhiều cách và có thể là ghi bằng một con chữ, có thể ghi bằng hai con chữ ghép lại như là như chữ G hay chữ Ng, vân vân. Thế rồi là cái cách ghi âm là một âm có thể ghi bằng hai loại, hai kiểu khác nhau. Ví dụ như chữ Y thì có thể ghi bằng âm Y có thể ghi bằng chữ Y ngắn hoặc chữ Y dài. Âm C có thể ghi bằng chữ C hoặc chữ K hoặc chữ Q. Âm Ch, Ch là tiếng Hà Nội có thể ghi bằng TR và có thể ghi bằng Ch, CH. Đó là những cái điểm thú vị mà cũng là điểm khó, rất là hóc búa đối với người nước ngoài. Và vì vậy là người ta rất là cảm thấy khó, mà vừa hấp dẫn vừa khó. Cho nên là người ta thường kêu về những cái điểm khó của tiếng Việt này. Và một cái nữa tức là ví dụ như là những cái âm A, âm đệm mà đi với một số cái từ cụ thể, ví dụ như là cua và qua, thì ở đây cua thì xuất hiện ở đây chúng ta có ua, nhưng mà lại đây là ghi một cái nguyên âm đôi là uo, trong khi đó ở cái chữ qua thì chúng ta có một chữ a, nhưng mà ở đây lại ghi cái âm a đằng trước nó là một âm đệm. Vì vậy là người nước ngoài rất là hay nhầm lẫn. Vâng, đúng rồi. Và như vậy thì học tiếng Việt quả là rất là khó. Vâng. Thế nhưng mà qua ngôn ngữ thì chúng ta sẽ kết nối với bạn bè quốc tế như thế nào thưa ông? Vâng, theo tôi thì qua ngôn ngữ và văn hóa thì chúng ta kết nối bạn bè trước hết là cái sự hấp dẫn của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ đã hấp dẫn bạn bè thế giới và ngày nay càng hấp dẫn hơn.
ở cái văn hóa vật thể như là đền đài miếu mạo, các di tích danh thắng, văn hóa phi vật thể như là những truyền thống, phong tục, tập quán, tôn giáo, lễ hội. Và đặc biệt bây giờ thì cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam đang hấp dẫn rất nhiều bạn bè thế giới, và họ đến đây để tìm hiểu và thưởng thức cái văn hóa ẩm thực đó. Đấy là một điều rất thú vị, và qua cái đó thì họ sẽ kết nối được với chúng ta, và chúng ta sẽ cũng là giao lưu với bạn bè thế giới. Và trong cái sự kết nối giao lưu đó thì ngôn ngữ như một chiếc cầu nối, như một phương tiện đặc biệt để mà hai bên có thể hiểu nhau, và người nước ngoài đến được với chúng ta bằng ngôn ngữ, trước hết bằng ngôn ngữ, sau đó thì là văn hóa và tất cả những cái quan hệ khác nó sẽ phát triển và nảy nở. Dạ vâng, quả đúng là ngôn ngữ sẽ là một chiếc cầu nối nhằm nối văn hóa cũng như là bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Xin được cảm ơn tiến sĩ Mai Xuân Huy đã tới tham dự cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thời lượng của bản tin thời sự ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại những bản tin trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.